Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 7 sách cánh diều. Chương 7 bài 12: Tính chất ba đường trung trực của tam giác, tiết 4. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục phần bài tập. Ở đây các bạn có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 7 được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi, trong video hôm nay các em sang bài tập số 4. Tam giác ABC có 3 đường phân giác cắt nhau tại Y. Trước hết là các em vẽ tam giác ABC có 3 đường phân giác cắt nhau tại Y. Biết rằng Y cũng là giao điểm ba đường trung trực của tam giác ABC. Chứng minh tam giác ABC đều. Để chứng minh tam giác ABC đều thì các em có thể chứng minh tam giác này có 3 cạnh bằng nhau hoặc là có 3 góc bằng nhau. Ở đây để thuận tiện thì chúng ta sẽ chứng minh tam giác ABC có 3 góc bằng nhau. Tức là các em phải chứng minh cho góc A bằng góc B bằng góc C. Rồi các em chứng minh như thế nào? Vì Y là giao điểm của 3 đường trung trực của tam giác ABC theo giả thiết, cho nên ta có điểm Y cách đều 3 đỉnh của tam giác. Tức là IA bằng IB bằng IC. Vì IA bằng IB cho nên tam giác màu xám, tức là tam giác IAB cân tại Y. IB bằng IC cho nên tam giác màu hồng, tức là tam giác IBC cũng cân tại Y. Do đó các tam giác IAB và IBC cân tại Y. Vì tam giác màu xám cân tại Y cho nên trong tam giác này góc A bằng góc B, đúng không? Trong tam giác màu xám này góc A bằng góc B, tức là góc BAI bằng góc ABI. Các em giải thích là tam giác IAB nó cân tại Y. Cân tại Y cho nên hai góc này là hai góc ở đáy, nó sẽ bằng nhau. Mà góc BAC, tức là góc A lớn này, nó gấp 2 lần góc A màu xám. Góc A lớn nó gấp 2 lần góc A màu xám, bởi vì AI là tia phân giác của góc A lớn. Được chưa? Bởi vì AI là tia phân giác của góc A lớn, tức là góc BAC. Tương tự chúng ta có góc B lớn, nó gấp 2 lần góc B màu xám. Nó gấp 2 lần góc B màu xám. Giải thích BI là tia phân giác của góc B lớn, tức là BI là tia phân giác của góc ABC. Được chưa? Ta thấy hai góc này nó bằng nhau. Hai góc này bằng nhau. BAI bằng ABI như ở trên. Từ đó chúng ta suy ra hai góc này nó bằng nhau. Tức là suy ra góc BAC này nó sẽ bằng góc ABC. Như vậy là góc A lớn này bằng góc B lớn. Để thuận tiện ta gọi đây là 1. Ta có góc A lớn này bằng góc B lớn. Tiếp tục các em chứng minh cho góc B lớn nó bằng góc C lớn. Được chưa? A lớn bằng B lớn. Giờ chúng ta chứng minh cho B lớn bằng C lớn thì chứng tỏ là ba góc A lớn, B lớn và C lớn nó bằng nhau. ba góc bằng nhau thì suy ra tam giác ABC là tam giác đều. Được chưa? Rồi tiếp tục các em chứng minh cho góc B lớn nó bằng góc C lớn. Chứng minh tương tự ta có tam giác màu hồng này là tam giác cân vì IB bằng IC. Ta có góc CBI tức là góc B màu hồng này, nó bằng góc BCI tức là bằng góc C màu hồng. Vì sao? Vì tam giác IBC nó cân tại Y. Được chưa? Chúng ta đã chỉ ra ở trên, tam giác IBC cân tại Y, cho nên hai góc ở đáy nó bằng nhau. Rồi mà góc B lớn này nó gấp 2 lần góc B màu hồng. Nó gấp 2 lần góc B màu hồng. Bởi vì BI là tia phân giác của góc B lớn. BI là tia phân giác của góc B lớn, tức là tia phân giác của góc ABC. Rồi, góc BCA tức là góc C lớn này, nó cũng gấp 2 lần. Nó gấp 2 lần góc C màu hồng. Nó gấp 2 lần góc C màu hồng. Lý do CI là tia phân giác của góc C lớn. Được chưa? CI là tia phân giác của góc BCA. Rồi, mà hai cái này nó bằng nhau. CBI bằng BCI. Được chưa? Thì suy ra hai cái này nó cũng bằng nhau. Vậy suy ra góc B lớn bằng góc C lớn. Được chưa? Để thuận tiện ta gọi đây là 2. Theo 1 thì góc A lớn bằng góc B lớn. Theo 2 thì góc B lớn bằng góc C lớn. Vậy từ 1 và 2 ta suy ra góc A lớn bằng góc B lớn và bằng góc C lớn. Tam giác ABC có 3 góc bằng nhau thì chứng tỏ tam giác này là tam giác đều. Được chưa? Vậy tam giác ABC là tam giác đều. Các em sang bài tập số 5, cho tam giác ABC. Trước hết là các em vẽ tam giác ABC. Đường trung trực của hai cạnh AB và AC cắt nhau tại điểm O nằm trong tam giác A. Ở video trước thì các em đã biết là tùy theo tam giác đó là tam giác nhọn, tam giác tù hay tam giác vuông thì giao điểm của ba đường trung trực nó sẽ nằm ở những vị trí khác nhau. Nếu tam giác là tam giác nhọn thì giao điểm của ba đường trung trực nó sẽ nằm ở trong tam giác. Tam giác đó là tam giác vuông thì giao điểm ba đường trung trực nó sẽ là trung điểm của cạnh huyền. Còn nếu tam giác đó là tam giác tù thì giao điểm của ba đường trung trực nó sẽ nằm ở ngoài tam giác. Được chưa? Ở đây người ta cho điểm O nằm trong tam giác, chứng tỏ tam giác này là tam giác nhọn, tức là tam giác có 3 góc đều bé hơn 90 độ. Rồi như vậy là các em phải vẽ tam giác nhọn ABC. Đường trung trực của cạnh AB, tức là cái đường nó vuông góc với cạnh AB, tại trung điểm của AB. Đường trung trực của cạnh AC, tức là cái đường nó vuông góc với cạnh AC, tại trung điểm của cạnh AC. Hai đường này cắt nhau tại điểm O. Điểm O này nằm trong tam giác ABC. M là trung điểm của BC, tức là ta có MB bằng MC. Bây giờ các em chứng minh câu E, OM vuông góc với BC. Rồi chúng ta chứng minh như thế nào? Vì đường trung trực của AB và AC cắt nhau tại O, chứng tỏ O là giao điểm ba đường trung trực của tam giác ABC. Được chưa? bởi vì ba đường trung trực của tam giác ABC nó cùng đi qua một điểm. Đây chính là tính chất đường trung trực của tam giác các em đã được học. Vì đường trung trực của AB và AC cắt nhau tại O, nên O là giao điểm ba đường trung trực của cái tam giác này. Điều đó chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là O nằm trên đường trung trực của BC, đúng không? Chắc chắn là đường trung trực của BC nó sẽ đi qua O. Cho nên O nằm trên đường trung trực của BC. Mặt khác, ta có MB bằng MC vì M là trung điểm của BC theo giả thiết. MB bằng MC, như vậy điểm M cách đều hai đầu mút B và C của đoạn thẳng BC, chứng tỏ điểm M cũng nằm trên đường trung trực của BC. M nằm trên đường trung trực của BC, O cũng nằm trên đường trung trực của BC. Vậy suy ra OM là đường trung trực của BC. Được chưa? Suy ra OM là đường trung trực của BC. OM là đường trung trực thì suy ra OM vuông góc với BC là điều hiển nhiên. Vậy chúng ta kết luận là OM vuông góc với BC. Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Chứng minh góc MOB, tức là cái góc màu hồng này nè, bằng góc MOC, tức là bằng góc màu xanh. Bây giờ các em chứng minh góc màu hồng bằng góc màu xanh. Rồi các em chứng minh như thế nào? Để chứng minh góc màu hồng bằng góc màu xanh thì các em sẽ chứng minh cho tam giác. Cụ thể ở đây là tam giác vuông nha, tam giác vuông. Chúng ta vừa chứng minh là OM vuông góc với BC. Như vậy góc này là góc vuông. Vậy các em sẽ xét hai tam giác vuông MOB và MOC. Hai tam giác vuông này có OM là cạnh chung. Được chưa? OM là một cạnh góc vuông chung. Rồi, MB bằng MC. M là trung điểm của BC. Như vậy, hai cạnh góc vuông của tam giác thứ nhất lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác thứ hai. Thì suy ra hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp là hai cạnh góc vuông. Nếu em nào mà quên các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông rồi thì các em có thể xem lại các video trước. Thầy giáo đặt ở trong phần danh sách phát ở cuối video này. Hai tam giác này bằng nhau thì suy ra hai góc tương ứng bằng nhau, tức là suy ra góc màu hồng này nó bằng góc màu xanh. Vậy góc MOB thì bằng góc MOC, điều phải chứng minh. Rồi các em giải thích hai góc này bằng nhau bởi vì đây là hai góc tương ứng. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.